Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tôi hỏi sao trả lời. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trò chuyện về bộ phim Gia tộc Dậy Sóng. Ngồi kế bên Lan Ngọc bây giờ là một cô gái rất là xinh đẹp, diễn viên Thanh Trần. Chào quý vị khán giả của kênh SCTV14. Chắc có lẽ là lời đầu tiên thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình đi. Bởi vì Thanh Trần cũng là một cái diễn viên rất là mới mà khán giả có thể là một số người sẽ vẫn chưa biết nhiều về em đâu. Em cũng là một diễn viên mới. Hiện thì em đang học năm 2 tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Em cũng cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà mình được cơ hội tiếp xúc với phim ảnh sớm. Chị thấy là trên kênh SCTV14 thì em cũng xuất hiện rất là nhiều nè. Ví dụ như là Hot Girl làm vợ nè, đúng không? Rồi bộ phim Gia tộc Dậy Sóng. Rồi gần đây nhất sẽ là một phim Khát vọng xanh nữa. Vậy thì tần suất mà mình xuất hiện phim nhiều như vậy thì cái cách lựa chọn vai diễn của em nó sẽ là như thế nào? Dạ thưa chị, thì hiện tại em cũng là một diễn viên mới, cho nên là em không có chọn lựa nhiều, mà đa số là em muốn trải nghiệm. Và như vậy thì vai nào em cũng muốn trải nghiệm mà muốn đi hết. Vậy thì còn vai Lan trong Gia tộc Dậy Sóng thì sao ta? Vai Lan trong Gia tộc Dậy Sóng là một vai cũng 20 mấy phân thôi chị ạ. Nhưng mà đối với em vai đó cũng khá thú vị. Tại vì cái vai Lan á, là một nhân vật mà cũng rất là cá tính, nhưng mà lại nhẹ dạ cả tin. Cho nên là mới bị lường gạt, gạt tình, gạt tiền. Đó cũng là một trong những cái bài học không những riêng với bản thân em, cũng như là bao nhiêu người phụ nữ như con cái bây giờ cần phải thận trọng hơn trong cái vấn đề mà về tình cảm, không nên yêu mù quáng. Và cái vai đó nó cũng không lớn, không quá lớn, nhưng mà nó cũng thể hiện được rất là nhiều và cái nét diễn cũng như là cái bài học rút ra từ cái vai đó. Anh nói là anh đang nhập khẩu cái lô hàng gì đó mà anh đang thiếu tiền, có đúng không? Đúng rồi, cũng có mà thiếu một ít. Em sẽ giúp cho anh. Anh khỏi phải lo nha. Em nói sao? Em có nhiều tiền để giúp cho anh vậy à? Số tiền mà anh thiếu á, em giúp được mà. Mẹ em sẽ cho em mượn và em sẽ đưa lại cho anh. Mẹ em cưng em lắm. Em muốn bao nhiêu á thì cũng được hết á. Quay trở lại phim một chút xíu đi, là có một cái cảnh ở trong phim á là cảnh đánh ghen. Thì nghe nói là ở trên Facebook em cũng có cập nhật là em bị trầy trụa rất là nhiều. Lúc mà mình nhập tâm quá thì mình không để ý tới những điều đó, đúng không? Em nhớ là lúc mà quay cái cảnh đó rất là vui. Nhân vật mẹ đến đánh ghen là cầm theo cái vợt tennis cái vợt tennis. Và khi mà đánh như vậy á, thì lúc đó em nhớ mẹ khoan như này mà không có khoan trúng cái chú đó, khoan cái tay của em. Dạ, cho nên là lúc đó hôm nay em về là tay em bị sưng to, rất là to. Dạ, nhưng mà em thì nói chung là cũng đau đó thôi, và em cảm thấy miễn là sao mà cái hoàn thành cái vai diễn tốt là được rồi. Đối với một diễn viên trẻ thì chắc có lẽ là chị cũng muốn hỏi một câu hỏi. Khi mà mình bắt đầu bước vào nghề thì ai cũng sẽ có một cái hoài bão. Vậy đối với bản thân em thì em có một cái mong muốn gì cho riêng bản thân mình? Về mong muốn thì em muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa, được hóa thân vào nhiều vai diễn hơn nữa. Và em muốn những vai diễn đó sẽ có số phận để em thể hiện tốt hơn và đến gần hơn với khán giả. Hiện tại bây giờ thì mình có rất là nhiều diễn viên và không phải khán giả nào cũng có thể nhớ đến tên của mình. Chỉ có cách duy nhất đó là đến với lại trái tim của khán giả bằng những vai diễn. Cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa để mà có thể chia sẻ được nhiều hơn. Quý vị ơi, ai cũng có những bước chập chững đầu tiên khi bước vào nghề và những cái e ngại khi mà lên sóng truyền hình. Vì vậy mà chắc có lẽ là Ngọc cũng mong quý vị khán giả hãy thông cảm cho diễn viên Thanh Trần nha. Chúng ta hãy cùng tiếp tục ủng hộ cho bộ phim Gia tộc Dậy Sóng được phát sóng vào lúc 19:45 trên kênh truyền hình SCTV14. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.